cơ sở karaoke Amazon tại số 46 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Khi phát hiện ống kính phóng viên và đoàn kiểm tra liên ngành đã vội kéo cửa xuống. Và phải 10 phút sau, chủ cơ sở mới mở cửa để mọi người vào làm việc. Tuy nhiên, chủ cơ sở cũng hết sức lúng túng, không xuất trình được giấy chứng nhận kinh doanh cũng như các biên bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Tất cả những cái giấy tờ chuẩn bị sẵn, hồ sơ biên bản để cho bao nhiêu con người ngồi chờ mình xuất trình giấy tờ. Qua kiểm tra thực tế, cơ sở hiện chưa đảm bảo nhiều điều kiện tối thiểu khi được xây dựng thiết kế kín bưng. Cả tòa nhà 6 tầng chỉ có duy nhất một lối ra vào là cửa chính tầng 1. Tầng thượng được xây dựng như một chuồng cọp. Một cánh cửa mới được cải tạo nhưng quá nhỏ và không thể trở thành lối thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra. Ngoài ra, các vật liệu tiêu âm và cách âm vẫn là các vật liệu dễ cháy. Hệ thống đường điện cũng không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn. Còn tại cơ sở karaoke Melody ở số 72 Trung Hòa, mặc dù đã từng bị xử phạt do không đảm bảo an toàn phòng cháy, nhưng khi lực lượng phòng cháy chữa cháy qua kiểm tra vẫn phát hiện cơ sở này không hề có hệ thống báo cháy, đường điện nối trần và các biển exit chỉ treo cho có chứ không hề có hiệu quả sử dụng. Phần lối thoát nạn thứ hai thì cơ sở hiện tại vẫn chưa có giải pháp. Để tại các phòng hát thì kiểm tra qua 2 tầng là tầng 3, tầng 4 thì không đảm bảo an toàn phòng cháy. Chủ cơ sở kinh doanh lý giải do chưa thật sự hiểu về các thông tư hướng dẫn và cũng do chi phí quá lớn nên chưa thể thực hiện được. Trong những ngày tới, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, thắt chặt quản lý, đảm bảo các quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy đủ điều kiện mới được phép tiếp tục kinh doanh.